Trời đất ơi, cô chú thấy ai chưa? Nhìn đây, nhìn đây. Đây là Princess Jasmine. Jasmine của trong phim. Trong phim nào? Trong phim TV, nhưng mà cái phim đó tên gì? Không phải là Hồ Nếu Quơ. Hồ Nếu Quơ là bài hát. Còn trong phim tên là Alibaba. No, no, no. Alibaba và cây đèn thần. Rồi bây giờ con hát đi. I can show you the world. Cái gì, cái gì? À, đứng đó hát, đứng đó, đứng đó. Không, đứng đây, đứng đây. Wow, mấy thằng ngồi đây phải không? Ngồi đây để mày mở cái đèn để cho nó sáng mà. Nhìn cô chú mới đẹp, nhìn cô chú mới đẹp, nhìn lên đây mới đẹp nè. But when I'm way up here, it's crystal clear. À, hát đi, hát đi. Now I'm in a whole new world. Ok, hát lại nè. Hát lại nè. Show you a way. Sunny shooting slanted over sideways and there. Carpet ride a whole new world. Thôi hát đàng hoàng. Rồi bây giờ công chúa có muốn đi dạo ngoài đường không? Yeah. Đi, đi, công chúa đi dạo ngoài đường đi công chúa. But when I'm way up here. Rồi đi dạo ngoài đường có gặp Alibaba không, để mày kéo quần lên nè. Đi. Ồ, hôm nay trời đẹp quá. Quá trời cát luôn, ai làm, con làm chứ ai. Trời ơi, con tính làm magic. Con tính làm cái cây để thổi cát ra hả? Trời, đi, hôm nay trời đẹp quá. Trời ơi, làm gì? À, làm vậy hả? Cô bà đi lau rạch vậy chưa? Quay khoe bảo bộ đồ coi. Đó, mẹ nó mới mua cho nó nữa đó cô chú ơi. Giờ bà không có nhà, con kêu bà đi. Con nói bà ơi. Con kêu bà đi, con kêu bà coi. Mẹ mở cô. Say Didi. Didi. Are you home, Didi? Oh my goodness, thank you. Look. Thank you. Are you a princess? Princess what? Are you a princess what? Yes. What princess are you? Yes, I am. But what? Jasmine. What movie? Yeah, what movie? Beautiful. Say, I am Princess Jade. Jade. Yeah. I'm Princess Jade. You can write your own little story. Say bye bye. Oh, you're so beautiful. Man, Princess Rita. Trời ơi, trời, giờ bây giờ nó có. Man, Princess Rita, mẹ ơi. Trời ơi, bây giờ nó có, nó là Princess Chat, mình bây giờ nó đi kiếm Prince Ali. Prince Ali đâu? Bây giờ con đi kiếm đi chứ sao con hỏi mẹ? Hả? Hoàng tử Ali ở đâu? Con phải đi kiếm thì sao con hỏi mẹ? Trời đất ơi, nó hỏi mẹ Prince Ali, Prince. Princess Daddy. Hả? Princess Daddy. Oh, Daddy là Prince Ali hả? À. Princess Daddy nữa. Chứ đâu, chứ ai? Princess Ali. Rồi, đứng hát bản đi. Trời ơi, công chúa gì đi để rớt bông nè. Bông xịn mà công chúa làm rớt. Công chúa ơi, công chúa. Tỳ nữ lụm được đôi bông cho công chúa nè, công chúa ơi. Đó, con nói đi, cảm ơn tỳ nữ. Đây nè, đây nè, bên đây nè. Con nói đi, cảm ơn tỳ nữ. Lớn lớn lên. Lớn lên, cảm ơn tỳ nữ. Trời ơi, bây giờ nó cứ bám vô tôi. Nó hỏi Prince Ali đâu. Tôi có biết cái Prince Ali ở đâu đâu mà nó hỏi tôi trời. Prince Ali đâu mẹ ơi. Hả? Prince Ali đâu? Ai biết. Trời ơi, công chức gì đó. Hoàng tử Ali ở đâu, mẹ đâu có biết đâu. Bây giờ mẹ làm Prince Ali nha. Hay là mẹ làm Genie. Con muốn mày làm thần đèn hay là con muốn mày làm Prince Ali?
Con muốn mày làm Prince Ali dạ? Vậy mày mua bộ đồ nha. Halloween này là mẹ làm Prince Ali, còn con làm công chúa Princess Jasmine, còn ba làm Genie. Sounds good. Is that hot? See, don't go out to the parking lot. You learn. Here. Để mày kéo này lên. Rồi, đi. Bộ đồ này đỡ mệt hơn bộ đồ kia cô chú ơi. Để đi đằng trước nó coi chứ đi đằng sau nó thấy cái lưng. Cái gì vậy? Mẹ mua. Phải thiết là ta thấy hai mẹ con mình y như cải lương nghe cháy. Đứa thì đầu tư cho trang phục còn đứa thì gì. Hai mẹ con mình đi hát cải lương có lý cháy. But when I'm way up here, it's crystal clear. Lẹ lên. Thôi đừng có nhìn cái đó làm chi. Mình công chúa mình đừng có đi. Mình đứng nhìn, mình đi, mình nhìn ở trên thôi. Mình đứng như gì con? Ừ, biết rồi. Công chúa gì đi tướng gì vậy? Giống giang hồ. Hả? Công chúa gì đi tướng giang hồ vậy? Công chúa đừng có lại dọc cát nha. Công chúa là chỉ có dọc với lại trang sức rồi thôi, chứ mình không có dọc cát nha. Ôi dồi dồi. Trời ơi, biến đi hồ, biến cho cát. Cát đi đi, hồ biến đi. Hồ biến sao? Hai ngồi đâu? Trai ngồi đâu hả? Công chúa ngồi đâu hả? Để em lên em lấy ghế cho công chúa ngồi. Công chúa. Công chúa đang tìm ghế ngồi. Để em dựng ghế cho công chúa ngồi. Đây, công chúa ngồi đi công chúa. Ngồi xuống công chúa. Em ngồi đây. Chứ công chúa ngồi đâu? Công chúa ngồi đây. Công chúa ngồi đây hả? Ok. Rồi, công chúa ngồi đó đi. Mày ngồi đâu? Ngồi đây phải không? Rồi, chứ ngồi đâu? Ok. Rồi công chúa ngồi đó đi. Hả, công chúa đang biến phép thuật đó. Ủa công chúa mà cũng có phép thuật nữa hả? Bậy à, cái đó bậy à. Elsa mới có chứ công chúa không có phép thuật. Công chúa là người thường mắc thịt. Nha. Rồi để mẹ quay video cho cô chú xong rồi cái chút nữa mẹ ra mẹ chụp cho tay cha chay vài tấm hình nha. Bữa nay là quá thân thành rồi, hồi bữa là eo chay, còn bây giờ là Princess Jasmine là chat gì ta chay chat chay Princess chat chay. Trời ơi, đằng sau Princess có cây chổi chổi trà cho Audrey coi hả? Audrey đi học rồi chưa về? Chiều nay đi nha, chiều nay đi mặc rồi khoe Audrey nha. Bữa nay trời thời tiết đẹp nè con, mặc bộ đồ này có lý nè. Hôm bữa mặc bộ đồ Elsa gió mái quá. Đúng là thiệt cái chứ Elsa lạnh giá hèn chi, bữa đó lạnh ghê luôn. Còn bữa nay Princess Jasmine này người ta dịu dàng, người ta hiền ấm. Nay trời ấm ha con ha. Làm sao con rùng mình vậy? Làm sao coi công chúa gì cái mặt gì bí xị vậy? Không thích bộ đồ này hay sao bí xị vậy? Cười lên cho cô chú coi cái coi. Cười coi, nhìn lên đây cười nè. Thôi mày tắt cô chú nha. Không không quay cho cô chú coi hả? Tội nghiệp ghê, em nó mặc bộ đồ không có ai thưởng thức nó. Nó đi kiếm hết người này tới người kia thưởng thức nó. Nó đi phe. Nó đi kiếm người này hết. Ê, nó nghe nè. Princess, đi ra ngoài thuyền chơi. Ra ngoài thuyền cho đẹp nè Princess. Nó đi kiếm hết người này tới người kia phe. Mà cuối cùng cuộc sống Mỹ có ai đâu phe. Cái gì đó, công chúa Jasmine ở cuộc sống Mỹ khác với công chúa Jasmine ở cuộc sống Ấn Độ. Hả chơi? Trời ơi. Ai nói chuyện hả? Cái cô kia trên lầu cô nói nè. Chú nói. Ai nói? Chú nói hả con? Con lại đó ngồi hả? Mấy cô mấy chú nó đi làm hết rồi, bởi vậy tội nghiệp nhỏ không? Mặc bộ đồ vô á hả? Không ai phe, không ai để phe hết á. Đi lang thang giữa chợ đời. Cái gì con? Cô đó không có nhà con. Con không có nhà, con đi làm mà. Ai cũng đi làm, có mình hai mẹ con mình rảnh rỗi á. Chờ cô mẹ, chờ cô. Cô ngồi chờ cô hả? Trời đất ơi, cô đi làm tới chiều mới về lấy gì chờ? Chờ. Hả? Trời ơi, sao vương miệng của công chúa mà để đó hả công chúa? Đúng rồi, lật lên, đúng rồi. Công chúa.
Bỏ đây luôn hả? Ok. Rồi làm gì nữa? Cởi bao tay ra luôn hả? Ngồi chờ cô hả? Trời. Trời ơi, cậu để bao tay xuống để một cách cẩn thận không? Thấy cái con gái người ta cách trong hoàng gia không? Hoàng gia nó cởi bao tay khác. Nó bị lộn ngược lại rồi, ai mượn con cởi cái kiểu đó. Rồi, rớt đầu ông luôn. Ok mẹ. Ok, bỏ tay ra bông. À, công chúa gì bỏ ra bông? Ơ, phải. Phải mẹ ơi. Chứ để làm sao? Để suy mẹ ơi. Để làm sao? Để suy. Trời đất ơi, vậy đó hả con? Phải vậy vậy mới đúng ha con? Trời ơi, con nó ý tứ vậy sợ không? Tôi với tôi không ý tứ bằng nó chỉnh tôi kìa, coi được không? Ừ. Đó, phải vậy vậy á hả con? À, để vậy đó. Trời ơi, nó nói phải để bao tay vậy. Hồi nãy Ngọc giục bao tay xuống Ngọc để vậy nè. Đó, Ngọc được để vậy đó. Cái nó nói, không phải mẹ ơi, phải để vậy. Dạ chị hai, dạ tỳ nữ xin lỗi công chúa. Tỳ nữ mới vô làm việc nên tỳ nữ không có quen với cái phong cách quý sợi tộc của công chúa. Công chúa tha lỗi cho tỳ nữ nha. Trời, có ai đời mình đi lại nhà người ta tháo hết trang sức bỏ trên cái porch nhà người ta không? Có ai đời quay vòng coi tỳ nữ, ơi quay vòng coi công chúa. Trời ơi, hát bản à công chúa ơi. Ai khen chỗ con mèo nó ra kìa chay, con mèo kìa chay. Con mèo kìa. Ôi ôi nó ngồi đó kìa chay. Không sao hết á, nó đóng cửa lại nó đâu có ra được đâu. Bây giờ nè, công chúa hát bản đi cho mèo. I can show you the world. Đúng rồi, cái nơ á con, bâu thai cái nơ á con. Rồi bỏ xuống con, bỏ xuống y tứ đàng hoàng thấy không, chứ không phải dục xuống thấy không, quá y tứ luôn. Con này mốt lớn lên khó tính lắm chứ không phải giỡn nó đâu. Ai mà xòa chứ dễ tính với mấy đứa mà kỹ mốt lớn lên khó tính. Mốt mà mình qua nhà nó chơi hang mông mốt hang, có nhà có đi đang mèo hả, mốt mà lớn lên cái nó có nhà riêng hang, cái mình đi qua nhà nó chơi hang, cái mình dục đồ này kia tùm lum, mẹ ơi mẹ bài bữa mẹ bừa bãi quá đi thôi, rồi lúc đó nó chửi lại mình có được không? Bởi vì con cái là vậy đó, lúc nhỏ nó bài thiệt là bài, mình dọn thấy bà nội mình luôn. Lớn lên mình qua nhà nó chơi mình bừa mình bãi, cái này nó nói, trời ơi mẹ hả, qua mỗi lần qua nhà con chơi mẹ bừa bộn quá, con dọn con chết luôn đó. Mẹ ơi cái bơ nè. Ai? Cái gì con? Cái bò. Cái bò gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thôi, công chúa là mình không có chơi banh. Công chúa là mình phải chơi kim cương hộp sòn đá quý chứ mình không có chơi banh. Nên banh ở dưới mẹ mà mẹ ơi. Mẹ thấy rồi, mẹ thấy cái banh ở dưới mọc luôn rồi. Yêu gì nữa vậy? Cái gì yêu vậy? Cái gì dơ vậy? Đâu có dơ đâu, mẹ thấy bình thường mà. Thôi cái kỹ lắm á, cái tính nó kỹ lắm á. Giờ nó thấy cái gì cái nó yêu. Ngày xưa tôi dưới Bến Tre tôi ngồi tôi chơi dưới đất thấy bà nội tôi luôn. Trời ơi, tôi chơi dưới sình dưới cái đồ này bây giờ này kia mà cỏ mà dính dưới chân nó cái nó yêu. Được đời không? Không được cái tật như vậy nghe chơi chay. Dơ thì mình rửa thôi chứ không có gì hết đó. Cái chân mẹ còn phèn nè chay, nên con đừng có bị vật yêu vậy. Mà mệt con lắm á chay nha. Mày mệt Princess Jasmine lắm á nha, Princess Jasmine. Con ngồi Princess mà ngồi buồn dữ rồi trời. Chắc chưa gặp hoàng tử phải không? Phải không? Nên buồn phải không? Đó, thấy chưa, cái khuôn mặt mà không gặp hoàng tử là buồn đó cô chú, buồn sao? Đó, khuôn mặt mà ngồi chờ hoàng tử nè cô chú nè. Chờ người nơi ấy, chờ hoài mà không thấy đâu. Khuôn mặt chờ hoàng tử. Trời ơi, trời buồn đó cô chú, diễn đó, nó đang diễn đó. Nó nghe mình nói cái nó diễn đó, nó buồn đó. Đó, con mắt nó nhìn xa xôi. Nó nhìn xa xăm, đó, con miệng nó ngậm lại rồi. Nó đang tính cười mà cái miệng nó ngậm lại rồi. Nó nhìn qua bên trái, nó nhìn qua bên phải. Nó nói, ủa, hoàng tử đâu rồi? Tôi nói thì cái video clip này mà không có cái phiên dịch của tôi chắc nó chán dữ lắm. Vì sao? Cái clip gì mà mặc bộ đồ thì cái video clip thì có hình ảnh rồi đó, hình ảnh được đầu tư đẹp, hình ảnh là có trang phục đồ này kia là đẹp phải không? Mà hả, cuối cùng không có người nào câu hết. Không. Muốn đi đâu con? Muốn đi đâu? Spider.
spider đâu. Thôi bậy không mà có con kiến không chứ đâu có cắn con đâu mà con làm gì hết trơn. Con cứ ngồi đó đi, nó mà cắn con mẹ chịu cho. Ngồi đi, mình chơi chung với animal đi con. Mình chơi chung với lại động vật đi, đâu có gì đâu. Ừ đó, thấy chưa? Hai con đó nó chờ con đó, con nói nè, công chúa mới tới. Mới tới à, hàng ơi. Dơ hả? Chứ sao con nó? Sao? I can show you the world. Shining, shimmering, splendid, over, sideways, and under. Thì nè, mày đang quay cô chú nè. Giờ gom đồ đi về hay gì á? Chứ là sao? Gom đồ đi đâu á? Con nhớ cái bộ đồ này là mẹ order cho con lúc đó là lúc tối không? Nó về lẹ ghê chay. Amazon công nhận về lẹ ghê, có 2 ngày tới. Đó cô chú là chay là rất là thích là Elsa nè, rồi rớt bông. Okay. Elsa là rồi thích đó hả? À, hả? Giống nhau hả con? Có 1, 2 thôi, con đếm có 3, lúc nào có 2 đó cũng đếm 3 đó. Trời đó, còn lại đó ship nữa, đi lại đó ship nữa. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Rất là muốn đưa mấy cái bài hát này vô trong cái video mà biết xong, vô nó bị copyright, nó bị bản quyền. Khổ vậy chứ. Trời hơn có bộ đồ nào 2-3 tuổi. Bộ đồ này năm sau mặc cũng còn vừa nữa. Con bỏ bao tay nằm xuống con chứ ai mà để dựng xuống vậy. Dựng lên vậy. Bộ đồ 2-3 tuổi đó. Giờ nó khoái mấy cái bộ đồ này lắm. Nó coi mấy đứa nít ở trong YouTube. Rồi hát đi con. Hát. Hát. Đứng lên cái bậc thềm hát. Mình là ca sĩ mà mình đứng lên bậc thềm mình hát. Rồi đứng lên. Đứng lên bậc thềm. Trời ơi con nó dựng đồ của nó kìa. Rồi, ra. My princess đi đâu? Vì nhà Lý ở đâu ai biết, cứ hỏi hoài à. Hoàng tử thì con phải đi kiếm chứ sao con hỏi mẹ, mẹ tỳ nữ mà. Trời ơi, mày tự động đi kiếm hoàng tử đi chứ ai mà ai đời mà bắt mẹ đi kiếm hoàng tử cho mình. Con phải tự kiếm thì con mới có hạnh phúc được chứ mẹ kiếm sao con có hạnh phúc được. Đó, công chúa ngồi đó cô chú, công chúa ngồi đó, công chúa ngồi đợi hoàng tử. Công chúa ngồi đợi hoàng tử đó cô chú. Cô nói hoàng tử ơi. Tới đây với em. Em đợi. Em ngồi đây từ sáng giờ. Nói đi chay, tử tử. Nói đi tử tử. Em ngồi đây từ sáng giờ này tử ơi. Chay có con tỳ nữ khùng dễ sợ thiệt hả chứ chay hả? Công chúa có tỳ nữ khùng bà cố luôn á. Sao sao con di chuyển đồ trang sức con hết chỗ này qua tới chỗ kia vậy chay? Con không để cho nó đứng im được một chỗ hả chay? Quá luôn, quá sức tưởng tượng luôn. Hôm qua bữa thì ao xà, còn bữa nay là công chúa. Trời ơi, đeo cho đeo cho hai con hang dịch luôn nè. Trời ơi, đẹp quá. Ok, cho mượn, con nói cho mượn đeo chút nè. Trời ơi, cho đeo cái đó luôn hả? Ui cha ơi, đẹp quá. Trời ơi, nó lại nó đeo kìa. Nó coi nghiệp không? Không có ai chơi hết á. Mặc đồ vô rồi đi đeo đồ cho động vật rồi vậy đó. Ừ, không được, cái đó đâu có lỗ tai đâu đeo được. Chỉ có con mới có lỗ tai con mới đeo được thôi chứ. Cho mượn cầm luôn hả? Không phải mượn cầm. Không phải mượn cầm hả, chứ làm gì? Hôm nay trời đẹp này chay nè, hôm nay trời quá đẹp luôn nè, mua cái gì về nhà ăn uống hè? Ok. Hả, mua gì về nhà okay. Lên tàu ăn ta? Oops. Hôm nay trời qua đây, con bên đây mẹ có công chuyện gì làm nè, chút nữa mẹ đi ship đồ nè. Rồi chút nữa mẹ đi đâu nữa ta, để mẹ nhớ lại công chuyện mày cần làm.
Không, ngoài đi ship đồ thì không cần đi đâu, nhưng mà cần làm việc ở trên điện thoại nhiều lắm. Mình cần phải gọi nhiều nơi, nhiều chỗ lắm. Ok. Hi. Trời ơi, mượn bao tay luôn hả? Cái này bao tay đúng là đeo lên đầu, đúng rồi. Đâu có chỗ nào ngoài cái đầu để đeo đâu. Mắt đâu? Mắt đâu ai biết. Mắt mắt nè. Prince Ali, Ali Alba. Chay một chút nữa đứng ra đàng hoàng đợi ấy để mày chụp cho tấm hình làm kỷ niệm nha con. Nha con. Ồ, có rốn nè, có rốn nè. Thôi về được rồi đó. Không về được nữa hả? Để mày coi cái rốn coi. Công chúa ở vùng Ấn Độ là phải khoe cái rốn. Đưa coi cái rốn coi. Trời, nó quay làm tôi chóng mặt với nó luôn á. Đưa coi cái rốn coi, đâu ạ? Đi đâu vậy? Thôi đi về. Ít. Rồi đi về con. Đi từ từ thôi. Đi từ từ té nha công chúa. Công chúa này không bao giờ đi hết á. Chạy không à. Rồi hát đi. I can show you the world. Shining, shimmering, sledded over, sideways and under. Magic carpet ride. A whole new world. Con sợ đi this way, mẹ ơi. Con sợ đi đường nào? À, con sợ đi đường bên này á hả? Lý do sao con sợ đi đường đó vậy? Rồi, công chúa dọc cát hả công chúa? Hết cát rồi. Hết cát rồi hả? Thôi bây giờ công chúa, bây giờ chào tạm biệt cô chú, video kệ tại đây nha. Sao không? Bây giờ mẹ vô mẹ cần phải làm công việc nè. Mẹ coi có mấy giờ rồi, 2 giờ chưa? Trời ơi quá trời đồ đạc thôi kìa. Ê bây giờ con mở giùm cho mẹ một cái thùng đồ. Hình như cái thùng này thì phải. Mẹ có mua 2 chai dầu thơm ha. Con mở giùm cho mẹ coi cái chai. Cho cô chú coi cái chai. Rồi mở giùm mẹ đi. Đây chị hai, mở về nè chị hai. Rồi, mở đi. Wow. Ai gọi nữa?